Hello. Hello, xin chào anh em. Mấy ngày hôm qua thì mình đã solo squad và dẫn anh em đi rất là nhiều những cái map rồi. Thôi thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với cái map sự kiện ở bên Idengo nhá. Đấy, thì hôm nay quyết định là sẽ bắn một cái combo nào đó nó lạ mắt một chút xíu. Nhưng mà mình cũng chưa biết là nên bắn combo nào anh em ạ. À, mấy ngày hôm nay mình nhận thấy được là cái khẩu M4 màn của mình ấy, xong mình kết hợp với cả cái cốt 4 ấy, ui bắn phê vãi đồi luôn anh em ạ. Bắn phải gọi là như hách luôn. Đấy, cho là có lẽ là mình sẽ cầm một khẩu M4 với một khẩu súng SMG nào đó dị dị như là Uzi hay là Bison anh em nhở. Thế là hay đấy. Nhưng chủ yếu sẽ bắn M4 anh em nhá. Mấy ngày hôm nay đang có cảm giác với khẩu M4 vai trưởng luôn. Nếu mà gọi là anh em không gọi là không chê ấy, mình sẽ cầm gọi là đôi khẩu M4 luôn. Rồi, thanh niên gọi là đu zip line là chết với tôi rồi bạn ơi. Thôi khỏi cần phải xay đạn nữa, nhặt khẩu UMP mới luôn anh em ạ. Rồi ngon rồi. Đấy, vào cái là cứ phải có kill. Đấy, nhiều khi thì nhảy những khu đông như thế này ấy, mà nhà mình mà không có ai ấy, thì bắn nó cũng nhạt anh em ạ. Đó, cứ từ từ mà ăn thôi. Ô, hình như có thằng. Ờ à, đúng rồi. Một thằng thì đang gọi là nấp, một thằng thì đang cứu anh em ạ. Thế là liếm được cả hai luôn. Úi dồi ôi, ngon. Ngọt vãi rồi ạ. Không biết là thanh niên bị làm sao mà lại bị nấp ở đây ạ. Mình không nghe thấy tiếng súng bên này luôn. Tự nhiên quay ra thấy một thanh niên gọi là phốt phốt qua. Đầu tiên là cứ tưởng là thanh niên đang đứng cam cơ. Hóa ra là thanh niên đang bị nấp anh em ạ. Quá nhọ cho thanh niên. Rồi. Đấy, 3 kill rồi. Nhẹ nhàng. Cứ từ từ mà bắn thôi anh em ạ. Không việc gì phải vội cả. Nhiều khi bắn mà kiểu bị vội quá, nó khiến cho mình gọi là đầu óc nó không được thông suốt. Nên là hay chết nhảm lắm. Rồi một cái ba nữa này. Có tiếng chân này. Trong nhà này. Mình cứ lên tầng 2 cho nó chắc cú anh em ạ. Kiểu gì thì nó ở tầng 1 thì nó cũng phải trèo lên tầng 2 thôi. 100% anh em ơi. Cho nên là cứ đứng ở đây. Cái gì đây? Sao ông ở dưới nhà mà bắt đầu chưa gì đã nằm rồi? Rồi một ông nữa sang tiếp này. Mình chạy luôn lên tầng 2 chứ còn chờ đợi gì nữa bạn ơi. Mình không dám uống nước luôn anh em ạ. Uống nước sợ gọi là phát ra âm thanh. Bên này nhỡ mà đang uống nước mà nó trèo lên là bắn không kịp anh em ơi. Rồi bây giờ bắt đầu là sự cay cú lên ngôi này. Mấy thanh niên bắt đầu đẩy lên này. Đáp cái bom gì vậy? À đáp trái nết à? Trời ơi đáp nết như không đáp luôn anh em ạ. Ảo thật đấy. Đây rồi, đây rồi. Đến này. Đến với chúng tôi này. Đến với chúng tôi. Nhạt luôn này. Ok. Một thanh niên đu zip line. Vậy là nó sẽ đu ở trên đầu mình anh em ạ. Nhưng mà nếu có góc nhảy xuống ấy thì chỉ có nhảy góc bên này thôi. Hoặc là một là phải nhảy khéo để bám vào trong cái cửa sổ anh em ạ. Nhưng mà mình không ngán lắm. Cứ từ anh em ạ, không gì vội cả. Kiểu gì nó sẽ công lên mình thôi. Ui, tiếng chân hoan hỉ thế này em không đảo lên đây thì hơi phí. Hình như có một thằng ở chỗ cửa sổ. Ờ à, đúng rồi. Kia. Ồ, có thằng này vừa. Chết ngay. Vãi cả nồi. Nết trả lúa một nhát đi luôn anh em ạ. Holy shit. Ui, đường bay không quay lại được rồi. Thôi, đến cảng gọi là đến cảng keo đi. Để xem là nơi dành cho những kẻ thất bại. Liệu rằng mình có đơm thêm được ít kill nào không anh em nhé. Ui, quả đấy mình nghĩ là mình sẽ đơm được cái thanh niên đấy đấy. Không ngờ nó cho mình một nhát đi luôn anh em ạ. Mà lúc đấy mình đầy máu đúng không ta? Đầy máu mà. Đầy máu này, giáp mũ đầy đủ này. Mà làm đúng một nhát đi luôn. Gọi là duỗi chân thẳng cẳng luôn anh em ạ. Bách trưởng thật. Không cả còn thấy máu máu mất luôn. Một phát gọi là thẳng cẳng đi luôn. Rồi có tiếng xe đi lại này. Ô, chạy như trốn không người. Chạy như trốn không người. Nào, có đồng đội không? Gọi đến mà cứu đi. À có anh em ạ.
Rồi đồng đội nó chạy tới rồi. Từ từ nhá. Nếu như thế thì mình sẽ phải... Ủa, trong nhà này có người. À, lên đây, lên đây. Lên đây, lên đây. Rồi. Từ từ. Ui, may quá, có cháy nết. Tống sang luôn. Ôi, nó cứu xong mất tiêu rồi. Cứ tống sang. Á, à, nó chưa chạy à? Chưa chạy thì chết bạn ơi. Nền, trả lụa. Vãi nồi. Đến, kiểm tra xem cái xác này có nết, có lửa gì không. Đây rồi. Vừa có nết, vừa có molotov luôn anh em ạ. Thế này thì bạn tới công chuyện với tôi chứ còn gì nữa. Nào, ăn cháy lửa đi. Rồi, bắt đầu chạy cuống cuồng rồi. Chạy đi rồi đấy anh em. Sai quá, mình phải đáp cái quả lửa chặn đường chúng nó. Xong rồi nhồi cháy nết vào. Trời ơi, hóa ra ông bốt làm tôi cứ tưởng là người hết cả hồn. À, đu dây đu dùng các kiểu con đà điểu. Ui, khu sự kiện này vẫn còn 4 thằng nữa. Phải nổi đông ạ. Vậy tính ra mình nốc xong nó cứu nhanh phết chứ đùa. Cứ từ anh em ơi. Vẫn còn 2 phút 30 giây nữa để mà thêm một lần hồi sinh. Nhưng mà mình vẫn phải bắn cẩn thận. Mình không muốn gọi là trong một clip mà chết đến tận 3 lần anh em ạ. Như thế nhiều anh em sẽ vào gọi là nói này nói kia lắm. Cố gắng chết ít thôi. Có tiếng chân này. Từ từ anh em ạ. Tiếng chân này là tiếng chân bốt này. Tiếng chân người không bao giờ nó dại như thế này đâu. Đây, chân. Bị bắn anh em ạ. Đây là không phải là full team rồi. Thôi thế thì mình xuống luôn thôi. À mà thôi kệ. Từ từ đã. Không tham anh em ạ. Tham là chết đấy. Bây giờ còn 3 tên nữa. Trong nhà này vẫn còn này. Vẫn tiếng lạch cạch này. Ồ thêm một người nữa đu xuống kìa. Đúng là nơi dành cho những kẻ thất bại anh em ạ. Nhồi một trái lửa vào đây kích động. Nào đu zip line lên đây. Ôi cháy chết một thằng luôn nhớ. Để mình từ nãy đến giờ. Từ nãy giờ mình bị gạt nhiều quá rồi. Bây giờ đã đến lúc tôi gọi là thăng tiến một kill chứ đúng không. Cho một trái nết vào đây này. Rồi mấy thanh niên chuẩn bị bắn nhau. À trên tầng hạng có anh em ạ. Một còn một thanh niên đang chạy xung quanh mình nữa cơ. Rồi bắn thế rồi. Ô chạy đâu đây. Ô chạy đâu đây. Ê, trời ơi. Rồi nó lại bò xuống để cho đồng đội nó cứu rồi. Nhưng mà pha này phải bình tĩnh xử lý này. Loang quăng mà ngu người một phát thôi là chết. Trời đậu, hóa ra là con bốt anh em ạ. Ai. Ui đau. Đấy thấy chưa? Chỉ cần ra khỏi nhà một cái thôi là chúng nó toàn thập diện mai phục thôi. Bọn này chắc chắn là chung một team này. Bắn kiểu đúng kiểu cover cho nhau luôn đấy anh em ạ. Nào, mày đẩy tới đây. Rồi, tôi nghe thấy tiếng chân rồi. Ô đẩy thật à? Đẩy kiểu như thế này. Đẩy kiểu như thế này thì bạn chết với tôi là. Đồng đội chạy ra này. Rồi. Luộc luôn bạn ấy. Rồi ôi. Sống làm sao được nữa. Gạt luôn. Nào thanh niên. Lên đường. Rồi còn một tên nữa trong khu sự kiện nữa anh em ạ. Nhưng mà mình cứ loot đã. Có cả chìa khóa để mở phòng. Để mở cái phòng kín luôn này. Sợ thế nhở. Thằng cuối cùng của team kia không biết là. Ồ vãi nồi ạ. May mà mình đề phòng anh em ạ. Chắc nó thấy mình cầm kiếm nên nó không nó không dám bắn đây. Đứng ở ngay cái viền. Mày. Mình nhảy lên xong mình trèo xuống bắn chết vỡ đầu nó luôn. Nó lại chạy vào anh em ạ. Một viên. Cầm sóc lọ với chúng tôi này. Nào như thế nào nói luôn. Ngon. Thanh niên sợ thật đấy. Làm mình gọi là kiếm ở trong khu sự kiện mãi mà không ra. Hóa ra là thanh niên chạy ra ngoài này ạ. Đầu tiên là mình cứ gọi là đinh ninh là nó sẽ ra mấy cái khu nhà chung cư cơ. Không ngờ nó ra đây. Mình thấy cái khu nhà này loot rồi ấy.
nhưng mình cũng không đề phòng lắm anh em ạ. Mình cũng không nghĩ là kiểu nó sẽ chạy ra đến tận đây đâu. Thế mà nó chạy ra đến tận đây thật. Ôi ngon rồi. Đấy. Và trong đây cũng liếm được thêm ít kill nữa. Nâng tổng số kill lên là 13 rồi. Quá hợp lý luôn anh em ạ. Rồi. Như gọi là như vậy là người ta gọi là khởi đầu may mắn rồi. Cứ từ từ mà tiến rồi anh em ạ. Hôm trước solo squad ở San Hope này, Karakin này, hôm nay về Idengo làm một quả top 1 gọi là 20 kill thôi. Đấy, bây giờ chỉ cần 20 kill thôi là hợp lý anh em ạ. Đổi con xe này đi cho nó sướng. Sau tất cả những cái con siêu xe thì mình lại thấy là bây giờ mình lại thích đi McLaren hơn anh em ạ. Bởi vì nó nhỏ, nó gọn và nó bám đường. Đi con McLaren khó bị bắn chết lắm. Ui, vãi nồi. Thằng này chắc chắn nó sẽ dừng ở nhà đôi. Đảm bảo luôn. Ai. Từ từ bạn ơi, hết hồi sinh rồi. Bắn chậm chậm thôi. Nào, chơi. Ở bên cái nhà đôi đấy mà tưởng là tôi sợ à? Từ từ nhá. Bọn này nhiều nhất là cũng chỉ có 2 thằng thôi anh em ạ. Bởi vì lúc mình đi ấy, không thấy nó bắn. Mình nghĩ là không phải 2 đâu, mình nghĩ là 1. Cứ bình tĩnh. Bình tĩnh tự tin không cay cú. Âm thầm chịu đựng trả thù sau. Nào, M4X4 này. Đây sẽ là nạn nhân đầu tiên này. Dạo này mình bắn M4X4 tín lắm anh em ạ. Không phải là đùa đâu. Đây rồi. Chạy đến xong núp cạnh xe. What the... Oh, 2 thằng anh em ạ. Rồi. Chết. Lấy xe. Hello. Dừng lại bạn ơi. Mình đảo qua, mình nhìn thấy có một tên ở trong xe là mình gọi là mừng thầm rồi anh em ạ. Chứ mà đang đi giữa đường này mà gặp team 4 thì tôi nói thật với anh em chỉ có buông này. Chỉ có buông ngay pass xuống thôi. Chứ bắn cái gì nữa. Nhưng mà thôi té. Không lút đồ anh em nhá. Mình sợ lút ở những cái địa điểm đấy lắm. Hơi giật này. Có thể ở trong coaching có người anh em ạ. Để mình gá con xe lên trên chỗ nhà thờ này. Xong rồi lên trên nóc nhà thờ. Gọi là kiểm tra xem là Pochinki có người hay không nhá. Ok. Định bay lên đỉnh nhưng mà thôi bay lên đây cũng được. Pochinki nghe có vẻ là yên tĩnh lắm anh em ạ. Thế sao lại hơi giật giật nhỉ? À, do cái thính rồng. Ôi giời ơi. Ô, hình như có thằng... À đúng rồi. Có thằng nằm ở trên đồi anh em ạ. Chuẩn luôn. Nhờn. Quá ngon anh em ơi. Tới luôn. Còn chờ đợi gì nữa. Đổi scope ngay. Ấy anh em thấy không? Bắn X4, bắn điểm xạ, bắn sướng vãi nồi luôn đấy anh em. Cái ống ngắm nhá, anh em nhìn có vẻ nó tâng ấy. Nhưng mà các bạn biết được cái độ tâng của nó ấy. Xong các bạn đặt cái tâm nó xuống một tí rồi. Ui dồi ôi, đến lúc nó tâng đúng cái điểm mà các bạn kẹt trước ấy. Nó dính cực kỳ luôn. Hình như có một thằng... Đây rồi. Nhờn này. Vẫn còn đang nằm cơ mà. Thôi giờ thì lút... Đang định nói là lút tí thì lại con thằng nó phi xe lên anh em ạ. Có tiếng xe. Nếu mình nhớ không nhầm... À nếu mình nghe không nhầm thì là tiếng xe UAT. Đây rồi. Thằng này nghe thì được thấy tiếng chân của mình luôn rồi. Đây con xe UAT nó ở đây này. À đáp bom á. Trời ơi. Làm gì có cơ hội để cho bạn đáp bom trời ạ. À. Đứng ở dưới đôi mà đòi đáp bom lên trên đỉnh đồi. Trời quá là ngây thơ đi. Đi thôi. Ui. Bọn này cứ bắn một tí xong lại dừng, bắn tí xong lại dừng. Giống như kiểu đang gọi mình ấy. Ui giật thế. Từ từ, mình sẽ gá tạm con xe vào đây. Đây góc này đẹp này. Thấy nó đang bắn nhau với bọn 2 tầng hay sao ấy. Ngay đây rồi. Phải rồi. Bẩy hẳn lên trên gọi là đồi này để bắn nhau á. Kinh vậy. Bên phải có người. Ui phải nồi ạ. Chết. Khó thế nhở. Vẫn bị bắn. Ui quả này mà thằng bên phải nó bắn thì thôi. Ra đi luôn đấy. Thôi bỏ xe luôn anh em ạ. Bỏ xe luôn. Tính ra ở đây là 3 team cơ à. Căng thật.
Ngày nào mình thấy chúng nó có mắt với nhau mãi mà. Mình tưởng là nó biết mình ở đây, nó đang gọi mình cơ. Nào. Ui. Dưới chân. Ở đây có một này. Đúng cái thanh niên ở bên phải đây rồi. Rồi, bây giờ giải quyết thanh niên dưới chân. Ui. Vãi đồi ạ. Mở cửa ra đúng surprise motherfucker. Đi bo thôi. Vẫn còn đang bắn nhau à? Ôi thế thì hay quá. Ôi giời ơi, mình tưởng một team cơ. Hóa ra không phải một. Ấy, đù. Bắn thùng cả lốp xe luôn anh em ạ. À. Ảo thật đấy. Từ từ bạn ơi, từ từ bạn ơi. Ôi. Hỏa lực vãi đái vậy. Ôi, vừa ý, vừa lòng các bạn chưa? Vừa lòng các bạn chưa? Ở đâu nhỉ? Để mình chạy ra chỗ nhà này mình nhìn thì mới nhìn được anh em ạ. Chứ chỗ kia vướng cây quá. Đây rồi, mình nhìn thấy rồi. Trên nóc nhà rồi. Nằm này, ui rồi, nằm với chúng tôi. Ui, anh em thấy bắn điểm xạ sướng không? Rồi, phá. Đâu nó bắn vậy ta? Cái góc này nhiều cây quá. Thề luôn đấy. Có cách nào mà cho quả skill nào đó chặt cây không? Rồi. Úi giời ơi. Có cho tiền không dám bắn nữa anh em ạ. Cho tiền không dám bắn nữa. Thôi từ từ đã. Mình phải đi bo đã anh em ơi. Cuốn quá, bắn với bọn này tí nữa không đi được bo là chết đấy anh em ạ. Nào. À đấy, mất từng đấy, mất từng đấy này. Thôi tha mình bạn ơi. Mình chỉ sợ là có một thằng nó bắn xong một thằng nó đứng dình ở đâu ấy. Là nguy hiểm lắm anh em ạ. Thò ra bắn tự nhiên nó một lùm đạn ở đâu đó nó bay thẳng vào mặt mình. Đau lắm. Nhưng mà hai thằng này chắc chắn là rén rồi. Ăn mấy quả sấy M4 của mình từ xa như thế là cũng gọi là hết hồn con trồn đấy. Kìa, nó vẫn lăng quăng ở trên nóc nhà này. Rồi nói chung là vừa có kiếm vừa có móc thì mình gọi là an toàn thôi. Ai à? Ui, bọn này bắn cũng biết chơi đấy anh em ạ. Không phải thuộc dạng gọi là timer đâu. À, chỗ này lại vướng cây ạ. Bực thật. Tách nhìn cái gì ạ? Từ nhá. Cứ đi vào bo đã anh em ạ. Đường vào bo còn xa lắm. Ồ. Hình như là bọn này tôi nhìn cái kiểu này là tôi nghĩ là bọn này đang muốn đẩy này anh em này. Chết cha rồi. Mới phá một con buggy của nó thôi, còn một con buggy mới bắn được mỗi một cái bánh trước thôi. Đây. Ui, cái rãnh này ở trong bo luôn. Rãnh quá đẹp luôn. Quá xịn. Từ từ, mình cứ chạy vào trong bò đã. Úi. Đẩy bộ. À. Nó đã khiển ảo ảnh anh em ạ. Rồi, vậy nó biết chắc chắn mình ở đây rồi. À, nó cũng ở đây. À, đã đi bắt ghi ra đây rồi, nhanh thật. À. Một thằng vào bụi rơm rồi này. Một thằng chuẩn bị vào bụi rơm này. Ôi trời ơi, cầm sắp lọ hả? Đâu có dễ ăn mị như thế. Nào chuẩn bị mà liếm bom đi. Mẹ, góc này cũng vướng cây em ạ. Đắp bom không chính xác được. Đây tầm này. Chạy ngược lại này. Ôi trời ơi, quá ngon anh em ơi. Rồi, như vậy là hôm nay mình đã quay trở lại cái map Inengo và lấy cho anh em một trận đấu top 1 solo squad. Quá mãn nhãn với 24 kill. Một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều vì đã xem hết clip này của mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo của Tuấn HC nhé. Bye bye. Chào mừng các bạn đã đến với tuấnhc.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấn HC. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người.